Mến chào anh chị và các bạn. Hôm nay thì mình đang đi trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn của tỉnh Phú Yên. Thì hiện tại mình đang đi trên đường quốc lộ 1A, và do quốc lộ 1A này nó đường xuống cấp và xấu quá, cho nên nhà xe di chuyển vào đường quốc lộ 1A cũ để đi vào thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên. Tới đây thì nhà xe sẽ rẽ trái để đi vào con đường quốc lộ 1A cũ này. Phía trước chúng ta đó là cái đường tránh thị xã thành phố Tuy Hòa này các bạn. Đi đường đó thì do là đường xấu cho nên là xe quyết định đi vào đường trung tâm thành phố Tuy Hòa. Đường này là đường quốc lộ 1A cũ ha. Mình di chuyển vào đường này gọi là đường Nguyễn Tất Thạch. Thì hôm nay là ngày 13 tháng 10 vào lúc 9 giờ 30 phút. Thì mình đang di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thạch thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Và do là mấy ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới cũng như là trời mưa, đường xá nó sâu xuống cấp xấu, và buổi tối ngày hôm nay thì mình thấy là tại thành phố Tuy Hòa này thì lưu lượng xe cũng tương đối là ít, không có nhiều, và người dân tại địa phương thì cũng không có di chuyển nhiều ha. Đường rất là vắng luôn các bạn. Ngày xưa đi từ Bắc vào Nam thì chủ yếu là mình đi con đường này, sau này mới mở ra con đường tránh thành phố Tuy Hòa. Thì cái lượng xe lớn thì người ta sẽ đi đường quốc lộ 1A mới đó, để tránh cái sự ùn ứ cái giao thông tại cái thành phố trung tâm của một cái tỉnh như thế này. Thì người ta sẽ đi di chuyển qua đường quốc lộ 1A mới. Này là đường quốc lộ 1A cũ ha. Thì mình đi con đường này thì sau mình thì nó cũng sẽ đâm ra nối kết nối lại với lại đường quốc lộ 1A mới luôn các bạn. Và anh em đi tuyến Bắc Nam hoặc là đi qua địa phận tỉnh Phú Yên thì cũng lưu ý là mình, nếu như mình đi quốc đường quốc lộ 1A mới thì đường sẽ rất là xấu nha. Thì mình nên tránh đường đó, mình đi vào đường trung tâm thành phố Tuy Hòa này để mình hạn chế cái mặt đường xấu quốc lộ 1A cũ mới, để mình đi vào đây cho nó thông thoáng hơn, thì đường dễ đi hơn, không có ổ voi ổ gà. Thì đi vào đây thì có thể là cái đường phố thì trung tâm mà, cho nên năm là ví dụ như ban ngày thì mình nghĩ là xe nó cũng tương đối nhiều, chờ ban đêm này thì đường xe nó không có nhiều hết, thì mình lưu thông rất là thoáng. Nhưng mà dù gì đi đường này thì nó có chật hơn xíu, nhưng mà nó đi vẫn khỏe hơn, nó không có giằng sóc, không có sụp hố nữa. Ở Tuy Hòa cũng như là tỉnh miền Trung, mấy ngày hôm nay do áp thấp nhiệt đới cho nên là mưa từ sáng đến tối nay, và có thể là nhiều ngày sau nữa nha các bạn. Thì nếu như các bạn đi qua thì cũng nên lưu ý về thời tiết của miền Trung. Như các bạn thấy hai bên đường thì các hộ kinh doanh cũng như gia đình kinh doanh thì không có mở cửa hàng kinh doanh nhiều ha, chỉ lẻ tẻ thôi, lác đác thôi, chứ cũng không có mở cửa hàng nhiều. Còn hình như là mình thấy là đóng cửa là đa số, tại vì nói chung là không có người, chỉ có một hai chiếc xe Honda lưu thông thôi.
Nếu như mình đi hết thị xã này thì như sẽ kết nối là một cái cầu nổi tiếng tại thành phố Tuy Hòa này, đó là cầu Đà Răng ha. Khu vực này thì tương đối là sáng, đèn các cửa hàng sáng, cũng như là cái sân quán xá thì cũng không có khách các bạn. Trời mưa mà, cho nên là mọi người đều hình như là cũng không muốn ra đường. Trung cũng tương đối ảnh hưởng nhiều. Vừa rồi thì ở Nghệ An, cái huyện Kỳ Sơn đó là cũng thiệt hại hơi bị nặng, nhà cửa rồi xe cổ, đường xá, cầu cống bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và những cái thông tin như ở Sài Gòn thì lại là về vấn đề xăng cổ. Nhiều người dân lo ùn phải kéo nhau đi đổ xăng, làm cho tình hình nó bị hơi rối chút xíu. Nhưng mà mấy hôm nay thì tình hình nó cũng tương đối dịu xuống. Và mình đi qua cái đoạn này nó sẽ là sắp tới cầu Đà Răng rồi các bạn.
thì cầu Đà Răng này nó sẽ có chiều dài tổng của nó là 1 km/1 ha, là 11.000 m chiều dài của cầu Đà Răng này. Thì cầu Đà Răng này nó, đây là cầu Đà Răng 1. Thì bên trái của mình đó là có một cái cầu sắt để cho xe lửa mình lưu thông qua cái cầu này để đi Bắc Nam các bạn, đi vào ga Sài Gòn cũng như ga Hà Nội. Còn bên tay phải mình đó là cầu Đà Răng 2, thì nó sẽ kết nối giữa đường Chánh Thị Xã, thành phố Tuy Hòa này. Và bên trái của mình thì có một cái cầu nữa, nó cầu Đà Răng 3. Và mình di chuyển tiếp cái con đường này, nó sẽ tới Đông Hòa của tỉnh Phú Yên. Các bạn thấy là cầu này cũng tương đối dài ha. Khi mình di chuyển đây, vừa rồi thì mình đã di chuyển qua khỏi cầu Đà Răng. Đây là một cái nhánh, một cái vùng binh, mình sẽ di chuyển thẳng vào thì mình sẽ kết nối với lại quốc lộ 1A, đường Chánh Thị Xã thành phố Tuy Hòa này các bạn. Đây là đường quốc lộ 1A cũ ha. Whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. Whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. I'll soon be there.
tới đây thì sẽ kết nối giữa đường quốc lộ 1A cũ và đường tránh thị xã thành phố Tuy Hòa. Đây là cái đường bên phải mình, nó là đường quốc lộ 1A mới, đường tránh thị xã Tuy Hòa đó các bạn. Còn đây là một cái vùng bên mình sẽ đi thẳng, là sẽ đi tiếp quốc lộ 1A để mình đi vào miền Nam ha. Do là đường xấu cho nên là bác Tài phải chạy để né những cái ổ voi ổ gà ha, cho nên là rất là chậm luôn, không có chạy nhanh được ha các bạn. Thì qua đây thì đường nó cũng đã xấu chút xíu, nhưng mà vẫn có nhiều cái ổ gà và ổ voi, cho nên đi buổi tối thì mình sẽ không quan sát rõ bằng ban ngày được ha. Và tới đây thì mình cũng xin kết thúc video clip này, và mình kính chúc anh chị và các bạn sức khỏe dồi dào, mạnh khỏe hạnh phúc.